Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tốt Một Khám Phá. Các bạn thân mến, chỉ cần một lượng rất rất nhỏ loại chất độc này, nanogram thôi cũng đủ cướp đi tính mạng của một người. Hay ăn nhầm một loại nấm độc, tính mạng của bạn cũng bị đe dọa. Hay đơn giản uống phải nước nhiễm vào độc này thì chắc chắn bạn cũng sẽ toi đời. Nguy hiểm hơn, có một loại chất độc mà rất nhiều người đang tiêm vào cơ thể của mình mà không biết. Rất nguy hiểm phải không nào? Vậy đó là những loại độc như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Chất độc ricin. Chất độc thực vật cực kỳ độc hại này đã được sử dụng để giết chính trị gia nổi tiếng Bulgaria, Georgi Markov, khi ông đang sống lưu vong ở London. Vào ngày 7 tháng 9 năm 1978, khi Markov đang đứng chờ xe ở bến, thì ông bất ngờ cảm thấy có cái gì đó chạm vào đùi của mình. Ông nhìn ra phía sau và thấy một người đàn ông đang cúi xuống nhặt một chiếc ô. Markov lập tức cảm thấy bị hoa mắt và ngất xỉu ngay tại trạm xe buýt. Ông được đưa tới bệnh viện với triệu chứng sốt cao và qua đời 3 ngày sau đó. Khám nghiệm tử thi cho thấy một quả cầu rất nhỏ làm bằng một hợp kim platinum iridium dính trên đùi của Markov. Quả cầu có phủ nhiều kim nhỏ được bôi một ít chất ricin và chính chất này là nguyên nhân gây ra tử vong. Ricin được trích xuất từ hạt của cây thầu dầu. Chất này là một loại lycoprotein gây cản trở quá trình tổng hợp protein và từ đó gây chết tế bào. Chỉ cần 1mg cho mỗi kg cơ thể người cũng đủ làm tử vong nạn nhân. Thật sự quá nguy hiểm phải không nào? Cyanua. Cyanua có lẽ là chất độc nổi tiếng nhất vì nó được dùng trong rất nhiều vụ tấn công khủng bố. Nếu một người hít phải hoặc hấp thụ phải cyanua qua đường tiêu hóa, người đó sẽ chết trong vòng 20 giây do ngạt thở. Các nhà khoa học nói rằng cyanua và strychnine là một loại chất độc mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở phía sau, khá giống nhau về độc tính, nhưng cyanua có tiếng tăm nhiều hơn. Hợp chất hóa học này có thể được tìm thấy trong các nhà máy, vi khuẩn, nấm và trong hạt của một số loại trái cây. Một thông tin bất ngờ đó chính là hạt táo có chứa cyanua. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể bị ngộ độc khi nhai hoặc là nuốt ít nhất 150 hạt táo. Điều này sẽ khiến cho bạn bị co giật, suy hô hấp, trụy tim và chết trong vòng vài giây. Thạch tín. Chắc hẳn nhiều bạn ở đây đã từng nghe thấy cảnh báo về việc nhiễm độc thạch tín hay còn gọi là nhiễm độc arsen. Tiếp xúc với thạch tín trong thời gian dài sẽ dẫn đến ung thư. Còn nếu sử dụng một lượng lớn thạch tín pha vào thức uống, không mùi không vị, và điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, bạn sẽ chết. Đó cũng là lý do tại sao thạch tín lại được những kẻ giết người ưa chuộng trong thế kỷ thứ 19 ở Anh. Ói mửa, tiêu chảy là triệu chứng đầu tiên. Tùy vào liều lượng mà cái chết sẽ đến trong vòng 2 giờ cho tới 2 ngày. Độc tố phổ biến này sẽ không nguy hiểm khi ở liều lượng nhỏ. Trên thực tế, một báo cáo vào năm 2017 cho biết 2 triệu người Mỹ thường xuyên tiếp xúc với thạch tín từ nước giếng. Botulium. Botulium độc gấp 40 triệu lần cyanua và có thể giết chết một người chỉ với một lượng rất nhỏ bằng 80 nanogram. Các triệu chứng bao gồm: việc đầu tiên, mặt bạn sẽ bị tê liệt, sau đó là đến chân tay và cơ quan hô hấp của bạn. Thật không may, loại độc này có thể xuất hiện trong thực phẩm mặc dù rất hiếm. Vì vậy, nếu sau khi ăn thứ gì đó mà bạn cảm thấy cơ mặt bắt đầu bị tê liệt và không thể nói được thì hãy đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, loại chất này lại được áp dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm và làm đẹp. Một lượng nhỏ vừa đủ của các botulium sẽ làm các bó cơ mặt ngừng hoạt động và từ đó giảm thiểu những nếp nhăn. Chì và thủy ngân. Mặc dù có rất nhiều hợp chất xuất hiện trong danh sách chết chóc này, nhưng đừng quên một số nguyên tố hóa học cũng là chất độc trên người. Chì và thủy ngân độc hại khủng khiếp. Không hề có cách tiếp xúc an toàn với chì, trong khi thủy ngân ở dạng hữu cơ tệ hại hơn rất nhiều ở dạng nguyên tố tinh khiết. Thủy ngân tồn tại một cách tự nhiên trong không khí, nước và đất, nhưng nó rất nguy hiểm khi được hình thành bên trong cá. Và đây cũng là con đường dễ dàng nhất để thủy ngân đi vào cơ thể của chúng ta sau khi ăn phải. Nó nằm ở vị trí khá cao trong danh sách bởi vì chỉ một lượng rất nhỏ thủy ngân cũng có thể gây ra tử vong. Đã có rất nhiều vụ tử vong khi tiếp xúc với thủy ngân. Trong số đó là một nhà khoa học Anh vào năm 1996. Cô đã thực hiện tất cả những biện pháp an toàn khi làm việc với chất độc hại, nhưng vẫn gặp nguy hiểm khi nhỏ 2 giọt thủy ngân lên tay mặc dù đã mang găng bảo vệ. Trong vài tuần sau đó, cô bị suy giảm thần kinh, hôn mê và tử vong.
chất độc mitotoxin. Góp mặt trong danh sách là một loại cực độc, cực mạnh. Nó độc gấp hàng trăm lần so với các chất kịch độc như là cyanua. Mitotoxin là một loại chất độc nguy hiểm nhất tồn tại trong cơ thể của các động vật biển. Loại chất này được hình thành trong một loại tảo và có cấu trúc rất phức tạp. Vì thế, chúng rất khó để tổng hợp nhân tạo. Mitotoxin sẽ làm tăng dòng chảy của các ion canxi qua màng tế bào cơ tim, gây suy tim và tử vong. Amatoxin. Amatoxin là chất độc chết người được tìm thấy trong loài nấm chi Amanita, chẳng hạn như là nấm tán bay. Ăn một cây nấm cũng có thể kết thúc sự sống của bạn. Dẫu không phải là loại độc mạnh nhất trong danh sách này, nhưng nó lại là thứ mà bạn dễ bắt gặp hơn những loại khác, nhất là khi bạn có sở thích ăn nấm dại. Amatoxin tấn công thận và gan. Cuối cùng, tổn thương sẽ dẫn đến hôn mê và tử vong. Tệ hơn đó là một cơn đau dai dẳng. Polonium. Chúng ta không thể không nhắc đến một loại chất độc mà được vợ chồng Mary và Pierre Curie phát hiện ra, đó chính là polonium. Được phát hiện vào năm 1898, các nguyên tố phóng xạ polonium là nguyên nhân gây ra cái chết của Yasser Arafat, nhà lãnh đạo Palestine bất đồng chính kiến với Nga. Polonium được liệt vào danh sách các chất độc hại nguy hiểm nhất của thế kỷ thứ 21. Nó không được sử dụng trong nghiên cứu sinh học vì vô cùng nguy hiểm cho tất cả những sinh vật sống. Hình thức phổ biến nhất của nó đó chính là polonium-210. Nó bị cáo buộc nguy hiểm gấp 250.000 lần so với Henry Cyanua. Điều này giải thích tại sao Mỹ lại dùng chất độc này để xả xuống Nagasaki. Về lý thuyết, 1 gram polonium-210 có thể giết chết 10 triệu người nếu ăn phải, tiêm hoặc hít phải. Bức xạ của nó có thể gây ung thư cho con người. Chất độc strychnine. Strychnine là một chất được tìm thấy với liều lượng cao trong cây mã tiền, được bào chế thành nhiều loại thuốc khác nhau. Nguyên nhân gây ra tử vong chủ yếu bao gồm uống nhầm rượu xoa bóp có ngâm hạt mã tiền, ngộ độc thuốc trừ sâu chứa strychnine, sử dụng các chế phẩm ma túy như là cocaine hay là heroin có pha strychnine, hoặc thậm chí là bị ô nhiễm thực phẩm và nước. Nếu bị đầu độc, bạn sẽ biết ngay trong vòng từ 15 đến 60 phút bởi các triệu chứng như là lo lắng, đau cơ, co thắt, và ở liều cao thì sẽ dẫn đến suy hô hấp và chết não. Nếu bạn cố cầm cự và vượt qua 12 giờ thì bạn có thể sẽ sống sót. Chất độc Bacillotoxin. Có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh của những người dân da đỏ Nam Mỹ sử dụng ống thổi phi tiêu để đi săn bắt động vật. Nhưng đã có bao giờ bạn nghĩ rằng vì sao những chiếc phi tiêu bé tẹo như vậy lại có thể giết chết được cả một con trâu chưa? Đó là vì chúng đã được tẩm một loại chất kịch độc có tên Bacillotoxin, được lấy từ những con ếch độc. Những người thổ dân sẽ cố gắng bắt những con ếch càng có màu sắc sặc sỡ càng tốt và nướng chúng ở trên ngọn lửa. Những con ếch này sẽ chảy ra chất độc và những người thổ dân sẽ hứng lấy rồi bôi lên phi tiêu. Bacillotoxin gây tử vong bằng cách tác động lên các ion natri cộng trong tế bào của cơ bắp và dây thần kinh, khiến cho chúng không thể đóng khép lại được. Điều này sẽ khiến cho các dòng ion natri cộng lưu chuyển liên tục và từ đó gây ra chết do suy tim. Tuy nhiên, điều thú vị ở đây là bản thân những con ếch vốn không có độc. Độc tố mà chúng có được là nhờ những con bọ hung cánh cứng mà chúng hay ăn trong rừng. Chất độc VX. VX là một loại chất độc thần kinh trích xuất từ dầu nhớt bôi trơn động cơ. Ban đầu thì loại chất này được phát minh và sử dụng trong thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, đến năm 1950, VX đã bị cấm trên toàn thế giới vì quá mức độc hại. VX can thiệp quá trình truyền tải thông điệp thần kinh giữa các tế bào bằng cách tác động lên một loại phân tử có tên acetylcholine. Sau khi các acetylcholine đã truyền đi thông điệp thần kinh, chúng cần phải được phá hủy bằng một loại enzyme, nếu không, chúng sẽ tiếp tục gửi đi các tín hiệu mãi mãi. VX sẽ ngăn chặn hoạt động của enzyme này, khiến cho acetylcholine hoạt động liên tục. Từ đó thì cơ bắp của bạn sẽ mất kiểm soát và bạn sẽ chết vì co thắt và ngạt thở. Tetrodotoxin. Tetrodotoxin được viết tắt là TTX, là một loại chất độc thần kinh gây tử vong có tên bắt nguồn từ cá nóc. Nếu bạn phải chất độc cá nóc, bạn sẽ gặp phải những triệu chứng như là liệt miệng, rối loạn, liên tiếp những cơn co giật, hôn mê và cuối cùng là cái chết. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng 17 phút hoặc tối đa là 6 giờ. TTX đứng đầu danh sách các chất độc gây chết người.
Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu 12 loại chất độc khủng khiếp nhất hành tinh mà con người từng được biết đến. Trong đó có những loại không lạ mặt gì với chúng ta. Nếu bạn bây giờ đã biết về chúng thì nên đề phòng nhé. Để cảnh báo cho mọi người xung quanh thì nhớ like, share video, subscribe kênh Top 1 Khám Phá, ấn nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Trên màn hình là những video hay ho có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Click vào để xem ngay nhé. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!